Thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin và hình ảnh về chiếc xe SH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mang biển số ngũ quý 2, có cụ thể là 64C1-22222, khiến cho dư luận đặt nhiều nghi vấn. Trước thông tin trên, mới đây Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức lên tiếng lý giải. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiếc SH mang biển số 64C1-22222 do một người dân trú phường 4 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đứng tên. Chiếc xe SH này trước đó mang biển tỉnh Tiền Giang 63B1-16318 được đăng ký vào năm 2022, sau đó chuyển nhượng cho người dân trên và được cấp lại biển số vào ngày 14 tháng 2 với biển số ngũ quý 2. Qua giả soát, Công an thành phố Vĩnh Long khẳng định việc cấp biển số xe mới đối với chiếc SH nêu trên được thực hiện đúng quy trình và không thể can thiệp được. Lý giải vì sao những xe đẹp thường được mang biển số đẹp, Thượng tá Dũng cho biết người dân có thể canh được 3 số đầu tiên, còn 2 số cuối là bấm ngẫu nhiên. Chủ nhân những chiếc xe đắt tiền thường chờ những ngày có dãy 3 số đầu đẹp để đến đăng ký, bấm số. Lượng phương tiện đến đăng ký vào những ngày có dãy 3 số đầu đẹp cũng thường cao hơn ngày bình thường. Thưa quý vị, trong cao điểm dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết tổ chức tổng số là 4.466 chuyến bay để phục vụ cho gần 756.000 hành khách so với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn 18% chuyến bay và tăng gần 33% hành khách. Dự kiến trong ngày cao điểm nhất có khoảng 810 chuyến bay trên ngày. Do đó, công tác đảm bảo trật tự giao thông, an toàn bay trong dịp cao điểm được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chủ động đưa ra nhiều phương án. Ngoài ra, việc đảm bảo an ninh cũng được tăng cường cấp độ 1. Để chuẩn bị cho cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng như là cao điểm hè 2023 thì về nhân lực chúng tôi cũng đã tăng cường quân số tối đa. Vở tất cả các cái ca công tác từ các ca sáng sớm cho đến đêm khuya 24/24 giờ là lúc nào cũng phải bố trí quân số tăng cường để đảm bảo đầy đủ linh hoạt các vị trí để giảm thiểu một cách tối đa nhất cái hiện tượng ùn ứ khách ở các cái khu vực nhập cảnh xuất cảnh và các cái khu vực khác ở trong sân bay. Đảng ủy ban giám đốc Cảng không quốc tế Tân Nhất thì đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên tổ chức cao quân thanh niên tình nguyện dịp cao điểm để hỗ trợ cho hành khách. Thời gian tình nguyện là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ và mỗi ca trực như vậy thì có 25 bạn đoàn viên thanh niên để tham gia hỗ trợ hành khách và thời gian diễn ra thanh niên tình nguyện là từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 và nhiệm vụ chủ yếu là đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho hành khách ở đầu máy soi cũng như là ở quầy thông tin và các cái thông tin chuyến bay. Trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã chỉ đạo các đơn vị tại cảng phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch đợt cao điểm. Tại khu vực chuyến bay đến ở ga quốc tế, hệ thống máy đo thân nhiệt tự động cũng đã được triển khai, giúp phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh. Sở Y tế, tức là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã có văn bản yêu cầu là kiểm soát nghiêm cái việc mà bệnh dịch, đặc biệt là trong cái dịp lễ Tết, cái COVID-19 thì hơi phát triển trong cái dịp này và có yêu cầu là thực hiện 2K. Tức là đeo khẩu trang và khử khuẩn. Ngoài ra thì những cái phương án phòng chống tiếp xúc cũng như là phun khử khuẩn ở một số những cái địa điểm băng truyền, nơi mà tiếp xúc đông người thì phải thường xuyên phun khử khuẩn trong nhà ga. Để phục vụ giao thông, Cảng hàng không cũng đã bố trí 11 vị trí đỗ dành cho xe công nghệ tại sát nhà ga quốc tế. Ngoài ra, việc thu phí xe ra vào, đặc biệt là taxi cảng hàng không sẽ thu trực tiếp từng xe. Mức phí này do chủ doanh nghiệp chi trả, hành khách và lái xe không phải chịu thuế phí. Sau những bước phục hồi tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, hiện ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đơn hàng và giá bán đều sụt giảm mạnh. Những tháng đầu năm 2023, chỉ có ít doanh nghiệp của ngành dệt may bảo đảm đơn hàng, còn lại đa số thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy doanh nghiệp rơi vào thế khó, hoạt động cầm chừng. Ghi nhận của phóng viên tại Nghệ An. Nhà máy may Nam Thuận hoạt động từ năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, chủ yếu gia công quần áo cho thị trường châu Âu, Mỹ. Từ tháng 10 năm 2022, số lượng đơn hàng của nhà máy giảm sút 70-80%, hàng hóa tồn kho nhiều nên nhà máy phải cắt giảm 400 công nhân
đồng thời giảm giờ làm. Tuy nhiên, mỗi tháng doanh nghiệp vẫn phải bù lỗ hơn 1,5 tỷ đồng. Những cái đơn hàng mà giảm sản lượng rồi thời gian làm việc của nhà máy không ổn định, cái điều đó nó cũng làm ảnh hưởng đến cái sự sắp xếp kế hoạch sản xuất của nhà máy. Bên cạnh đó thì cũng nhà máy cũng phải tuân thủ về chính sách chế độ của người lao động, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì nhà máy cũng về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm tuân thủ những cái việc đấy. Nhưng ở trong cái giai đoạn này thì chúng tôi thật sự rất là khó khăn. Nhà máy An Hưng có quy mô 6.000 lao động với 93 chuyền, thế nhưng hiện nay chỉ còn duy trì 1.200 công nhân. Do số lượng đơn hàng giảm trên 70% so với năm trước, nên trong 3 tháng đầu năm nay, nhà máy đã cắt giảm trên 400 lao động. Mỗi công nhân cũng chỉ làm việc khoảng 16 ngày một tháng. Cái môi trường của nhà máy nó bị ảnh hưởng đơn hàng cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả là đơn hàng sụt giảm, nguồn thu vào không có và mình phải đảm bảo cái nguồn thu nhập cho người lao động, bắt buộc mình phải giảm giờ làm. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhà máy cũng có những cái chính sách là không giảm đơn giá của người lao động. Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 50 nhà máy dệt may đang hoạt động. Đa số các nhà máy chủ yếu sản xuất theo mô hình gia công cho khách hàng nước ngoài. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn hàng cho ngành dệt may bị giảm sút nghiêm trọng. Các nhà máy phải tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả các đơn hàng ngắn hạn, giá trị thấp để bảo đảm duy trì sản xuất và giữ chân người lao động. Sở Công Thương cũng là trong thời gian tới, từng phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng như là các hiệp hội ngành hàng của Trung ương để kết nối các doanh nghiệp này tham gia các cái hội chợ quốc tế mà chuyên ngành về dệt may cho các doanh nghiệp có thể tham gia và tiếp cận tốt hơn về kỹ thuật cũng như là về các cái nhận thêm các cái đơn hàng mà có thể có. Không chỉ dệt may mà hiện nay nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Nghệ An như linh kiện điện tử, sợi, răm gỗ, bao bì cũng gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên kinh mạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay giảm 6% so với cùng kỳ. Báo cáo của Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 4 tháng đầu năm, thành phố kiểm tra chuyên ngành và liên ngành hơn 12.000 vụ, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vụ vi phạm tăng gần gấp đôi. Số vụ vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, hàng giả ở thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2022, trong đó hàng bị thu giữ trị giá đến hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, nhà chức trách đã phạt hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá hơn 23 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2022. Quản lý thị trường cũng đã tiêu hủy số hàng gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 102 tỷ đồng hàng hóa đang chờ bán và gần 19 tỷ đồng sản phẩm chờ tiêu hủy khác. Với hàng hóa nhập lậu và không rõ xuất xứ, nhà chức trách đã tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm là đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chức năng, mũ bảo hiểm, thực phẩm. Ngoài ra, đội quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra và phát hiện tạm giữ 12.321 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, túi sách, ví, đồng hồ, phụ kiện, điện thoại di động giả nhãn hiệu Rolex, Hublot, Hermes, Burberry, Dior, Apple. Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại không có dấu hiệu giảm. Các cơ sở kinh doanh ngày càng có những chiêu trò tinh vi khiến nhà chức trách gặp khó trong các khâu xử lý vi phạm.